hôm 10 tháng 8, mẫu SUV nhỏ gọn hoàn toàn mới mang phong cách địa hình của Cherry đã được chính thức mở bán. Trước, chiếc xe Exploration 06 hay có tên là Cherry TZ một khi bán ra tại Trung Quốc. Đặc biệt, mẫu xe này đã được lên lịch ra mắt và bán vào cuối năm nay tại Việt Nam, nhưng dưới một cái tên khác là ZCOO7. Giá bán trước của Cherry Exploration 6 ở Trung Quốc sử dụng động cơ xăng sẽ có sự khác nhau. Ở phiên bản dẫn động hai bánh, xe có giá từ 426 triệu. Và giá bán trước của phiên bản dẫn động bốn bánh là khoảng 436 triệu và 479 triệu. Nằm trong nhóm xe gầm cao hạng C, mẫu xe này sẽ được phân phối tại Việt Nam vào cuối 2023 bằng hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Cherry Exploration 06 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.515mm, 1.865mm, 1.680mm và chiều dài cơ sở 2.675mm. Mẫu SUV tân binh tới từ Trung Quốc sở hữu ngoại hình cứng cáp và vuông vức. Đáng chú ý nhất là logo lớn được đặt ở trung tâm lưới tản nhiệt phía trước. Cụm đèn pha được chia làm hai tầng và có thiết kế hình hộp. Trong khi đó, đèn định vị ban ngày là một dải LED chạy dài, vắt ngang qua mặt ca lăng. Phía đuôi xe có cánh lướt gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao, đèn hậu dạng xuyên thấu và hai ống xả. Đuôi xe sử dụng đèn hậu kiểu xuyên thấu, hình khảm đỏ trắng rất độc đáo, ăn nhập với đèn chạy ban ngày phía trước. Viền dưới được trang trí bằng chrome cùng màu với thân xe trông rất năng động, ống xả thiết kế ẩn. Về nội thất, Cherry Exploration 06 có vô lăng đa chức năng 4 chấu tích hợp bánh xe điều khiển, bảng đồng hồ hình chữ nhật, màn hình điều khiển trung tâm 14.8 in, màn hình hiển thị kính chắn gió, hệ thống sưởi thông gió mát xa ghế và dàn âm thanh Sony. Về cấu hình, chiếc xe mới sẽ được trang bị chip AI có sức mạnh tính toán cực kỳ thông minh 8.155 hình ảnh toàn cảnh 540 độ và chức năng hiển thị head up VKH, đồng thời sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Còn về vận hành, xe được trang bị động 1.6T và hộp số ly hợp kép 7 cấp cho công suất tối đa 197 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản dẫn động 2 cầu là 6 lít 9 cho 100 km và của phiên bản dẫn động 4 bánh là 7 lít 4 cho 100 km. Phiên bản dẫn động 4 bánh cũng sẽ cung cấp nhiều chế độ lái như tuyết, bùn, và cát. Ở bản phép ra mắt trong tương lai, Cherry Exploration 06 còn gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít. Theo kế hoạch, phiên bản chạy xăng xe được bàn giao trước ở giai đoạn đầu, dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Trong khi đó, phiên bản phép sẽ được bàn giao vào năm sau. Tại thị trường Việt Nam, xe sẽ được phân phối với cái tên Co 7 cùng với mẫu Omoda 5 cùng thương hiệu mẹ trong khi Om Oda hướng tới người trẻ thì những chiếc xe Zeko hướng tới những người thành đạt, nhưng có phong cách sống đa dạng. Tại Trung Quốc, Cherry liên doanh với Jaguar Land Rover để lắp ráp và phân phối. Mẫu Zeko 7 được nhiều báo giới quốc tế, nhận xét giống các mẫu xe Land Rover Range Rover. Thương hiệu Trung Quốc không công bố chi tiết thông số kỹ thuật của Zeko 7, nhưng cho biết sẽ tinh chỉnh theo từng thị trường. Theo đó, cả hai mẫu sẽ được nhập khẩu từ Indonesia để hưởng thuế 0% và sau đó lắp ráp thời gian đầu, Zeco 7 ở Việt Nam sẽ tập trung ở thị trường phía Bắc. Hãng đặt mục tiêu tổng doanh số của Zeco 7, Omoda 5 và một mẫu xe bí mật nữa trong năm đầu mở bán là 5.000 chiếc. Zeco 7 đang được định giá ngang tầm với Mazda CX-5, tức khoảng từ 880 triệu tới hơn 1 tỷ đồng.